Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Hai vấn đề quan trọng để chống tham nhũng Ngày 22 tháng 5, blog Lê Quốc Quân trên VW Tiếng Việt bình luận Chính trị Việt Nam lửa cháy leo bàn cờ. Tác giả cho biết, không chỉ trong nước, báo chí quốc tế theo dõi rất sát sao và đưa tin nhiều về những xáo trộn ở chính trường Việt Nam. Tác giả nhận định, công cuộc đốt lò mà ông Trọng khởi xướng chưa kịp làm giảm tham nhũng nhưng đã kịp làm cho bộ máy hành chính tê liệt và sự thiệt hại đã thấy rõ. Dữ liệu thị trường chứng khoán cho thấy, kể từ đầu năm 2023, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán đi khoảng 2 tỷ đô la chứng khoán. Đồng thời, Việt Nam đã mất ít nhất 2,5 tỷ đô la viện trợ nước ngoài trong 3 năm qua và có thể mất thêm 1 tỷ đô la nữa do tình trạng tê liệt bộ máy hành chính, theo VOA. Và đây là hình bài trên blog Lê Quốc Quân VOA. Tác giả bình luận bàn cờ chính trị Việt Nam rung lắc và các quân cờ thì đang tán loạn nhưng có vẻ như nó vẫn đảm bảo một sự vững chắc nhất định. Đảng Cộng sản vẫn là người đang sắp đặt các quân cờ và chơi cờ trên đầu dân tộc Việt Nam. Đảng chủ động đứng ngoài sự can thiệp của nhân dân trên mọi phương diện nhưng đang có xu hướng chọn và được chống lưng bằng một phe mới trên thế giới đang hình thành. Tác giả phân tích bầu cử chính là giai đoạn mà ý chí và nguyện vọng của nhân dân bị đảng tước đoạt. Đảng cài cắm hơn 97% thành viên của mình trong Quốc hội công nhiên đặt hiến pháp dưới cương lĩnh đảng, luật pháp dưới đảng quy. Chính vì vậy, đảng có thể chủ động di chuyển, thay đổi những quân cờ bằng cách kỷ luật, buộc thôi việc và khai trừ các cá nhân sai phạm, rồi yêu cầu quốc hội thực hiện những công việc hoàn toàn mang tính thủ tục để hợp thức hóa. Cho nên, tác giả đánh giá, dù đang có những xáo trộn dữ dội ở thượng tầng, thì với trò cầm quyền của đảng hoàn toàn không bị thách thức ở bất cứ khâu nào. Trong suốt hơn 70 năm qua, đảng đã bê tông hóa bàn cờ, bằng cách tuyên truyền liên tục về sự vĩ đại vô song và vinh quang rực rỡ. Song song với việc tuyên truyền là tiến hành nhược hóa nhân dân bằng tăng cường đàn áp các tiếng nói bất đồng, làm cho không một tổ chức đối lập nào có thể tập hợp được quần chúng, chuẩn bị cho những thay đổi có thể xảy ra. Và đây là hình tổng trọng, lãnh đạo tối cao của đảng, người có đủ khả năng để thực hiện cải cách nếu ông muốn. Tác giả đề cập đến chỉ thị mật 24 nhằm đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng, chỉ thị này đã trở thành cơ sở cho hàng loạt vụ bắt bớ về tội trốn thuế đối với những nhà hoạt động môi trường ôn hòa. tác giả cho rằng tham nhũng là sự tha hóa trong việc sử dụng quyền lực là khuyết tật của quyền lực và là thuộc tính có sẵn đáng liền với quyền lực. tham nhũng tồn tại suốt chiều dài lịch sử và có mặt ở mọi nơi, mọi quốc gia bất luận là nó độc tài hay dân chủ. tham nhũng và phòng chống tham nhũng cũng bắt đầu rất sớm trong lịch sử Việt Nam từ thời lý lê đã có những luật định những chế tài xử phạt tội tham nhũng để phòng chống được tham nhũng theo tác giả có hai vấn đề quan trọng nhất một là phải xây dựng một mức lương cao đủ sống cho cán bộ công chức xây dựng được một nền đạo đức công vụ tốt và sự liêm chính của các công chức hai là phải xây dựng được hệ thống pháp luật nghiêm minh các thiết chế độc lập đủ mạnh trách nhiệm giải trình cao với sự giám sát của xã hội dân sự và báo chí tự do vẫn theo tác giả vì đang làm chủ cuộc chơi, Đảng Cộng sản hoàn toàn có thể thực hiện được những điều trên. Đảng có thể giải tán hoặc biến tất cả những cơ quan đoàn thể đang ăn bám trở thành những tổ chức hoàn toàn dân sự. Đó sẽ là những bước cải tổ đầu tiên, nếu không, lửa vẫn sẽ tiếp tục bùng to làm cháy cả lò, cháy luôn cả bàn cờ tưởng như rất vững chắc mà Đảng đã dày công xây dựng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin hai vấn đề quan trọng để chống tham nhũng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ai là con nhà Phật? Ai là mạo nhận? Ngày 17 tháng 5, AFA Tiếng Việt bình luận công văn của giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với sư Minh Tuệ cho thấy ai mới là bậc chân tu. AFA nhắc đến hai công văn trong cùng một ngày của giáo hội Phật giáo Việt Nam và ban tôn giáo chính phủ nói sư thích Minh Tuệ không phải tu sĩ Phật giáo. Khẳng định việc ông này bộ hành ở các tỉnh thành gây dư luận trái chiều, ảnh hưởng đến giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tuy nhiên, các văn bản này đã vấp phải không ít ý kiến trái chiều. AFA dẫn bình luận của nhạc sĩ Tuấn Khanh nói rằng công văn của giáo hội như một cú nghiến răng và tức giận không kiềm chế nổi của những người lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam. Bởi họ không có một cái quyền gì để có thể cấm cản ông Thích Minh Tuệ đi tu và cũng không có một cái quyền gì để xác định người này là tu hay là không tu. Cho nên, ngay cả những ngôn ngữ hàm hồ đó cho thấy họ đang không muốn độc quyền một cái tôn giáo và thậm chí họ độc quyền luôn giá trị Đức Thích Ca ở Việt Nam. Và đây là hình bài bình luận trên AFA. AFI dẫn lời một nữ giảng viên đại học ở Hà Nội cho rằng, bất cứ ai cũng có quyền tự do tu tập theo khả năng và nhận thức của mình. Bà nói rằng, thầy Minh Tuệ không có làm gì to tất cả mà chỉ là buông bỏ tất cả mọi thứ, kể cả danh vọng lẫn vật chất. Văn bản đấy đã được đưa ra trong cái tình trạng nóng vội và có thể người đưa ra văn bản không có suy xét hết được, không lường hết được phản ứng của xã hội. Tôi nghĩ đây cũng là một cái kết theo ngôn ngữ Phật giáo thì đây là quả báo, còn nếu nói bình thường ra thì mình cũng có thể nhìn thấy bản chất của giáo hội thông qua việc này. Và người dân càng nhìn được rõ hơn đâu là bậc chân tu, đâu là lợi dụng Phật giáo để kiếm lợi. AFA cho biết, trong fanpage Phật giáo Việt Nam của giáo hội cũng đăng tải bài viết về sư thích minh tuệ cùng đường dẫn đến thông tin về hiện tượng sư thích minh tuệ trên website của tổ chức này. Có rất nhiều ý kiến chỉ trích công văn này, điển hình là bình luận của Facebooker Hoàng Hùng như sau theo Phật cũng phải có thẻ hay sao? Phật tổ ngày xưa từ bỏ ngai vàng, đi bộ nhận khất thực để hiểu nỗi khổ của người dân rồi truyền đạo. Ngày nay một số người tự nhận là theo Phật, mang họ Thích, nhưng đi xe đẹp ở ở nhà, ở nhà gắn máy lạnh, nhận cúng dường và bái lại của dân chúng. Ai mới là con nhà Phật, ai là mạo danh con nhà Phật thì chắc mọi người cũng đoán được. Và đây là hình sư Thích Minh Tuệ AFA cũng cho biết công văn của ban tôn giáo chính phủ thì chỉ đạo không để các thế lực xấu lợi dụng, sử dụng, lôi kéo, gây mất đoàn kết tôn giáo và vi phạm pháp luật. AFA dẫn lời tu sĩ trẻ tên Minh Hải cho rằng công văn của giáo hội chỉ là văn bản nội bộ và chỉ có hiệu lực trong giáo hội, không ảnh hưởng gì đến sư minh tuệ. Vì mỗi người tu một đường riêng, giáo hội Phật giáo họ tu theo pháp môn riêng của họ, còn ông Minh Tuệ tu tu tự do theo các môn riêng của ông ấy theo pháp môn của Phật giáo cổ truyền. Hai đường lối này khác nhau hoàn toàn, không có liên quan hay ảnh hưởng gì tới nhau cả. AFA tiếp tục dẫn Facebook của nhà báo kỳ cựu Chu Vĩnh Hải cho rằng, Phật giáo có 8 vạn 4 ngàn, tức 84 ngàn pháp môn, trong đó hạnh đầu đà, tu khổ hạnh chỉ là một. Hàng trăm ngàn người dân mới chỉ có một tu sĩ, mới chỉ có một đầu đà, vì vậy họ không làm ảnh hưởng đến cá nhân và cộng đồng, nếu xét về kinh tế và phát triển. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng mọi người nên giữ khoảng cách với sư thích minh tuệ, nên đứng lặng im bên đường để chim bái thầy. Cá nhân đời thường trong thời hiện đại, cần quyền riêng tư thì thầy cũng cần cô đơn như tuệ, niệm của pháp môn mà thầy đã lựa chọn. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Ai là con nhà Phật? Ai là mạo nhận? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.